Đây, đây là hai mẫu mạch lo kéo C8676 ha. Cái màu xanh á, thì không có nguồn sung, sử dụng bình. Cái màu cam thì có nguồn sung, nghĩa là mình chạy điện 220 và cấp bình ha. Hai mẫu này là xem như hai mẫu anh em, hai mẫu anh em ha, giống nhau chỉ khác nhau về cái có nguồn sung và cái có một cái không có nguồn sung ha. Thì cả hai đều DSP lập trình chống hú ha, đứng sát loa luôn, cái gần loa luôn, cái miết luôn ha, cái mê luôn ha, cái mệt luôn, mệt nghỉ ha. Đó ha, có cổng guitar điện này. À, cao. Sử dụng IC C8676, sử dụng cho loa 3 tấc đơn hoặc là 2,5 tấc đôi ha. Đó, mình đang gắn led nè, gắn tới hai ngõ led luôn. À, hấp dẫn chưa?